Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thiệt giới làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, thiệt giới và tánh của thiệt giới là không, vì sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, và tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó nên nói là lấy vô nhị của thiệt giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của thân giới làm phương tiện, vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, thân giới và tánh của thân giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân giới cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, và tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó, nên nói là lấy vô nhị của thân giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của thân giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của ý giới làm phương tiện, vô sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, ý giới và tánh của ý giới là không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Bạch Thế Tôn, vì sao lấy vô nhị của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Khánh Hỷ, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, và tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra, cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không hai, không hai phần. Này Khánh Hỷ, do đó, nên nói là lấy vô nhị của ý giới vân vân làm phương tiện, vô sanh của ý giới vân vân làm phương tiện, vô sở đắc của ý giới vân vân làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.